tuổi là giật được 10 tuổi. Tháng 6 tuổi là được 10 tuổi. Là bao nhiêu, thêm biết là bao nhiêu tuổi không? Tháng 6 tuổi là được 10 tuổi là bao nhiêu tuổi? 90 mấy? 94. Tháng 6 tuổi là được 10 tuổi là bà 94. Cái bà con nó cũng đã hết rồi, biết tháng rồi. Người con cũng tin Chúa là Chúa ăn luôn cho. Để tìm hiểu hơn Chúa lắm. Đây là gì, là tên gì? Phạm Thị Phượng. Bà Phượng, 94, 94, bà ở đâu? Ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng, rồi bà được ơn gì, được ơn gì của Chúa? Nhiều ơn lắm, con là nhiều ơn lắm, từ từ bé là 18 tháng, con là 18 tuổi, là con nhờ Chúa, nhờ ơn Chúa rồi, bà không cần gì hết. Con là tôi là, con là tôi, con là con, bà không làm lại. Con biết thẻ hả? Thẻ. Bây giờ con... Con Chúa